Thế tập này áp nghỉ nha. Hôm nay ở nhà có bé nó bị corona ghé thăm. Cuối cùng tớ cũng đuổi đuổi theo rồi. Cổ đau quá. Tiên đế trọng sinh tập 223. Người đàn ông áo xanh nghe nói như thế, tất nhiên cũng hiểu được ý của vua vũ quý, lập tức nổi giận, bỗng nhìn thẳng hướng vua quý mà đánh tới. Vương Phú Quý vội vàng ra tay chống cự, kết quả bất ngờ khi phát hiện ra chỉ mới nói chuyện phía một lúc, thời gian chỉ bằng lúc đánh cái rắm mà thôi, cơ thể đã khỏe lại, vết thương gần như đã khôi phục hoàn toàn. Má nó cha nuôi, tình hình gì thế này, vết thương của con sao lại khôi phục nhanh như thế chứ? Vương Phú Quý vừa chống lại tên là đàn ông áo xanh đó, vừa tò mò hỏi. Con dung hợp cánh tay của cha trước khi đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế, cho dù là vết thương của con có bị nặng hơn nữa thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Toma giải thích nói rằng, có điều sau khi con tấn cấp lên cảnh giới chuẩn tiên đế thì hiệu quả này sẽ biến mất. Con mẹ nó, đã vậy sao? Vương Phú Quý sau khi biết được mọi chuyện, nhất thời giống như điên cuồng, hưng phấn đánh nhau với cái tên đàn ông áo xanh đó. Cái lão chó má này, ông mày không chết được đâu đó nha, còn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, ông mày là động cơ vĩnh cửu đó. Cha nuôi, cha ở bên cạnh nghỉ ngơi là được, giúp con để ý tới vết thương chí mạng đó một chút, con từ từ giết chết hai người bọn họ, nhân tiện tôi luyện bản thân mình luôn. Vương Quý dùng linh hồn truyền âm nói ra ý nghĩ của mình. Muốn trở thành cường giả chân chính, chắc chắn không thể thiếu được những trận đánh nhau, nhân tiện nhờ trận đấu này để nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân luôn. Thomas nhẹ gật đầu, ông ta cũng có ý nghĩ này. Vì thế ngay từ đầu cũng không ra tay xóa sổ hai tên cường giả ngoại vực. Tôi đến giúp anh. Một tên ngoại vực khác nhìn thấy người đàn ông áo xanh đánh mãi không xong, lại xông lên cùng tham gia đánh nhau thêm lần nữa. Cứ như vậy, Vương Phú Quý lại bị vây lại, liên tục bị đánh bất lui, mặt mũi bầm dập. Nhưng anh ta cũng như động cơ vĩnh cửu, vừa bị thương xong liền khôi phục trở lại, càng đánh càng sung hơn. Người đàn ông áo xanh thấy vậy liền quyết tâm điều động toàn bộ sức mạnh, đền một chưởng đánh chết Vương Phú Quý. Lúc này Thomas liền ra tay hóa giải nguy cơ thay cho Vương Phú Quý. Cái gì? Nhẹ nhõm đánh ta một chiêu giết người của tôi, cái tên huyết ma này bây giờ không phải là Nguyên Anh sơ kỳ sao? Không được rồi, ông ta ẩn giấu thực lực, chỉ sợ thực lực chân chính vượt xa chúng ta, mau trốn thôi. Hai tên cường giả ngoại vực kịp phản ứng lại, sau đó bắt đầu nhụt chí, nhưng đáng tiếc Thomas chỉ nhấc tay một cái mà thôi, liền bố trí một cái lồng giam bằng linh khí. Hai người đó bất luận có đánh như thế nào cũng không thể phá vỡ được. Hoảng sợ đến sắc mặt biến đổi, hì, hai cái bàn đạp này chạy cái gì mà chạy chứ, ở đây để bản thiếu gia chơi đùa một chút. Vương Phú Quý cầm trong tay kiếm vương quyền, cứ thế tiếp cận. Hai tên cà thổi người vật đó căn bản không muốn đánh nhau với anh ta, nhưng anh ta lại không khác gì keo 502, cứ dây dưa mãi không thả. Thật sự hết cách, hai người đó chỉ vừa nghĩ cách vừa đánh nhau với Vương Phú Quý. Bọn họ cũng đã nhìn ra mình đã hoàn toàn bị huyết ma khống chế, trốn không thoát khỏi bàn tay của đối phương, bây giờ chẳng qua chỉ là luyện tập cho Vương Phú Quý mà thôi. Thật đáng giận, sớm biết thế này mình đã không cùng Phong Khai Thiết Gia tranh giành cơ hội giết huyết ma rồi. Đáng chết, bọn họ có lẽ sớm đoán được tình hình của huyết ma, vì thế mới nhường cơ hội này cho chúng ta. Hai người bọn họ vừa đánh nhau với Vương Phú Quý, vừa nghiêm túc tính toán tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thoải mái quá, thoải mái quá. Vương Phú Quý có chút biến thái, mặc dù bị đánh cho mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, nhưng lại giống như người không bị thương gì, mà cứ liều mạng nhào về phía hai tên cao thủ này vực đó. Trong bóng tối, Minh Cửu thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy mình may mắn vì mình không ra tay, nếu không thì hậu quả tất nhiên không lường trước được rồi. Hai vị, là do hai người chỉ vì cái lợi trước mắt nên mới bị như vậy, tôi không cứu được các người rồi, tôi đi trước một bước đây. Minh Cửu thầm nghĩ, ngay sau đó liền định rời khỏi nơi này. Cô cũng ở lại đây luôn đi. Lúc này Thomas giọng điệu bình thản mở miệng. Với cảnh giới của mấy thì đã sớm phát hiện ra được Minh Cửu rồi, chỉ là ngay từ đầu không vạch trần mà thôi. Lúc này nhìn thấy Minh Cửu muốn đi, Thomas liền trực tiếp ra tay, cách khoảng không mà nắm lấy cổ Minh Cửu. Thực lực của Minh Cửu cũng không hề yếu so với Không Thê Thiếu Gia bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Thomas căn bản không có sức đánh trả. Thomas cách khoảng không liền bóp lấy cổ cô ta, cầu đến trước chân mình, tiện tay vứt xuống đất. Huyết ma tiền bối, tha mạng. Minh Cửu hoảng hốt, khuôn mặt ngọc hoảng hốt bị dọa đến trắng bệch,
vội vàng dọa đến quỳ ngay xuống đất đau khổ cầu xin. Tô Nguyệt đi theo ông, làm nô lệ cho ông, thậm chí có thể hầu hạ ông, xin ông giơ cao đánh khẽ, đừng giết tôi. Cô là thuộc hạ của Viên Lâm Tiên Đế sao? Tô Ma giọng điệu bình thản nói ra. Vâng. Minh Cửu gật gật đầu, có điều sau đó lại lắc đầu, thành thật nói. Bây giờ tôi là nô lệ của ông rồi, ông có thể sai khiến tôi làm bất kỳ chuyện gì cho ông cũng được. Ha, không cần đâu. Viêm Lâm Tiên Đế giết cả nhà của tôi, những người hầu hạ anh ta, chỉ cần tôi từng gặp qua thì đều phải chết. Tô Ma lộ ra nụ cười lạnh, lập tức vung tay lên, một lần lượt kinh khủng tản ra, ngay lập tức liền đánh tan linh hồn của Minh Cửu. Mỹ nhân tuyệt đẹp, ngọc nát thương tan, chết ngay tại chỗ. Hai cái tên cao thủ ngoại vực khác bị dọa đến trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Hai người các ông cứ chịu khó chơi với con nuôi của tôi một chút đi, có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút, nếu không thì tôi sẽ tiễn các người lên đường sớm đó. Tô Ma giao địa bình thản nói ra, khuôn mặt không hề bận tâm chuyện gì khác. Vừa đã xong lời này, hai tên cao thủ ngoại vực tất nhiên không dám thất lễ, tận tâm tận lực luyện tập cùng Vương Phú Quý. Cứ như vậy ba người đánh từ ngày đến đêm, hiện trường bụi đất bay đầy trời. Cuối cùng hai tên cao thủ ngoại vực gánh không nổi, linh khí hao tổn hết, gục xuống đất. Phì, hai cái tên gà mờ này mới đánh nhau chưa bao lâu mà chân tay đã mềm nhũn thế kia rồi sao? Thật không bền bỉ một chút nào. Vết thương trên người Vương Phú Quý chằng chịt, tình trạng cũng không tốt cho lắm, giờ phút này lại tỏ ra phách lối ra oai chửi thề. Này, tên nhóc kia, con từng giết người chưa? Lúc này Tô Ma đột nhiên hỏi. Còn Vương Phú Quý thoáng có chút xấu hổ, gãi ra đầu nói, vẫn chưa. Thân là con nuôi huyết ma mà chưa từng giết người, đúng là phế vật, giết hai chúng nó cho cha. Tô Ma nói, cái này được. Vương Phú Quý chần chờ một lát, ngay sau đó anh ta liền gật đầu, nhanh chân đi về phía hai tên cao thủ ngoại vực. Hai người này bây giờ mặc dù linh khí đã tiêu hao hết nhưng vẫn còn có sức phản kháng. Có điều Tô Ma không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, dùng uy lực áp chế hai người đó, nhân tiện để Vương Phú Quý ra tay. Phụt phụt. Vương Phú Quý giơ cao kiếm vương quyền, chém xuống một kiếm, hai tên cao thủ ngoại vực liền đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi phun ra thành vòi, nhuộm đỏ quần áo Vương Phú Quý. Lần đầu tiên giết người, Vương Phú Quý lại không có chút nào khó chịu, mà ngược lại lại có chút hưng phấn, cảm thấy loại cảm giác này rất kích thích, biểu cảm có chút điên cuồng. Từ lần đi thành phố trước đó, Vương Phú Quý chứng kiến rất nhiều kẻ sát nhân nên đã sớm quen với việc này rồi. Vì thế, lần đầu tiên sát sinh, trong lòng anh ta cũng có chuẩn bị sẵn. Ha, được lắm, đây mới là con nuôi của huyết ma, nhóc con, từ nay về sau cha nuôi cho con giết càng nhiều người hơn. Tô Ma mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra. Lúc này, Vương Phú Quý thu hồi kiếm vương quyền, đi đến bên cạnh Tô Ma, nhìn thoáng qua cái xác của Minh Cửu, chửi thề, thôi, bỏ đi, cha nuôi, cha không phải có biệt danh là huyết ma sao? Sao giết người lại còn giữ lại toàn thây thế này? Đây không phải là phong cách của cha. Ha, con người của cha có một thói quen, cha không thích phá hư những thứ gì tốt đẹp. Tô Ma nói tiếp, cô gái này là thuộc hạ của Viêm Lâm Tiên Đế, cha chắc chắn phải giết, nhưng cô ta có ngũ quan tuyệt đẹp, giữ cho cô ta toàn thây là nguyên tắc của cha. Ha, là thế đó hả? Vương Phú Quý cười nói, không ngờ cha nuôi vẫn là người biết coi trọng người khác, vậy nếu đối thủ của cha là con đẹp trai như thế này thì cha sẽ giữ lại toàn thây chứ. Là đàn ông sao? Tô Ma cười lạnh, không thú vị gì hết, cha không thích đồng tính, đàn ông có đẹp trai đến đâu thì đối với cha cũng vô dụng thôi, nếu như đối thủ trưởng thành như thế này cha sẽ để cho con xương cốt không còn sót lại một chút cặn bã gì. Nghe được tiếng cười của cha nuôi, Vương Quý không kìm được mà run lên một cái. Hì, cha nuôi, cha dọa con làm gì chứ, con là cha nuôi của cha đó nha. Vương Phú Quý lộ ra nụ cười nịnh nọt, ngay sau đó liền nhìn cái xác tuyệt đẹp của Minh Cửu, cười nói, cha nuôi, người con gái đẹp như vậy không dùng một chút thì thật là tiếc đó, nếu không thì cha nhân lúc còn nóng cút. Tô Ma liếc nhìn Vương Phú Quý một chút, giao điện lạnh lùng, lạnh con mẹ nó rồi, nhân lúc nóng cái gì mà nóng chứ. Thì là thế sao, cha nuôi, nếu không có chuyện gì, ở đây nhiều củi khô như vậy còn nhóm một đống lửa, cho cha hâm nóng lại nha. Vương Phú Quý nịnh nọt cười nói, còn mẹ nó, con thật là biến thái quá đi nha. Ha, cha thích, hoàn toàn có tư cách làm người kế thừa huyết ma này. Tô Ma hài lòng cười cười, có điều cha không có đam mê đặc biệt gì khác, cũng không có hứng thú với cái xác này. Cái này thì dễ thôi, cha nuôi, ngoài ngọn núi này khoảng 20-30 dặm, cũng thuộc phạm vi của thành phố đó. Vương Phú Quý cười hì hì, con vô cùng quen thuộc với mấy chỗ quán bar, con đưa cha đến quán bar tìm cho cha mấy em nhân viên kỹ thuật
thả lỏng một chút nha. Tiếp xúc với Thomas lâu như vậy, Vương Quý đều quên hết những chuyện này rồi. Muốn lấy lòng một người đàn ông thì dẫn người đó đến quán bar. Không có người đàn ông nào có thể từ chối đi bar được. Nếu như có thì chắc chắn là do quán bar đó quá nghiêm túc mà thôi. Quán bar sao? Sau khi Thomas phục sinh cũng tiếp xúc với thành phố hiện đại, tất nhiên biết quán bar là nơi như thế nào, nhất thời tối sầm mặt mũi nói ra: tên nhóc con này, con nghĩ huyết ma là người như thế nào chứ? Sao cha lại đến mấy nơi ồ ế đó được hả? Loại chuyện này sau này không được ở trước mặt cha mà nói ra những lời như thế nữa, nếu không thì đừng trách cha trở mặt không quen biết đó. Thomas nhìn chằm chằm Vương Phúc Quý trầm giọng nói: còn nữa, đừng tưởng cha không biết là do con lười biếng cố ý đưa cha đi quán bar kéo dài thời gian, cuối cùng chỉ có thể lợi dụng lý do vì giao thông thuận tiện mà đi Giang Bắc. Chút mưu kế nhỏ này của con vẫn nên tự giữ lại đi, lừa người khác một chút thì được chứ không lừa được cha đâu. Con đường mà cha nuôi của con đi nếm nhiều muối hơn con đó nha. Con đường cha đi qua nhiều muối hơn con, những lời này là có ý gì chứ? Vương Phú Quý nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó không để ý nữa mà thấp giọng nói: vậy được rồi, nếu cha không đồng ý đi thì thôi. Ai da, con còn đang nghĩ về một cặp chị em sinh đôi nữa đó, để bọn họ mặc đồ cổ trang rồi giáp giao tiếp chuyên sâu với cha nữa chứ. Chị em sinh đôi. Tôi mà nghe vậy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhịn không được mà có chút dao động, nhưng lại lập tức nghiêm mặt nói: cha nuôi của con có chuyện gì mà chưa từng trải qua cơ chứ? Chỉ là chị em sinh đôi thôi mà, sao có thể làm dao động quyết tâm cha cứu vãn trái đất này được chứ? Linh khí khôi phục là chuyện cực kỳ quan trọng, chuyến đi đến Giang Bắc lần này liên quan đến hàng ngàn tu sĩ tương lai của trái đất, sao có thể qua loa được chứ? Thomas nghiêm túc nói ra: hiểu rồi. Vương Phúc Quý cũng bị những lời của Thomas làm cho ngưỡng mộ, không phục nói: cha nuôi một lòng bảo vệ trái đất, quá thật là tấm gương sáng cho chúng con. Không đúng, chúng ta không phải là cùng một đời, tóm lại là thần tượng của con là mục tiêu để con học tập đó. Cái gì mà chị em sinh đôi, cho dù là chị em sinh tư đi chăng nữa thì đối với chuyện cứu vãn trái đất mà nói thì có tính là cái gì chứ? Vương Quý nghiêm túc nói: chúng ta tiến về Giang Bắc lần này, mỗi một dấu chân của con sẽ tự tôi luyện chính mình để mình có thể vì chuyện linh khí khôi phục mà cố gắng. Đợi đã, con vừa mới nói cái gì? Chị em sinh tư sao? Albert Thomas lập tức nheo lại: mấy ngày trước lúc con xem trên điện thoại, trên một cái phần mềm liền đọc được một tin tức có chị em gái sinh tư. Các cô ấy ở đâu? Xa lắm, có điều bây giờ đi bằng máy bay rất thuận tiện, rút ngắn thời gian thì chỉ cần mỗi mấy tiếng là có thể đến được khách sạn được rồi. Vương Phú Quý nghi ngờ nói: cha nuôi, cha hỏi cái này làm gì chứ? Phú Quý, cha cảm thấy đi lâu như vậy cũng mệt mỏi quá, chi bằng chúng ta qua thành phố trước rồi tìm mấy khách sạn nghỉ chân một chút đi. Thomas bỗng nhiên cười nói: cái này không tốt lắm đâu nha, chúng ta còn phải đi Giang Bắc, còn phải giải cứu trái đất nữa, trợ giúp linh khí khôi phục mà. Không sao đâu, chúng ta nghỉ mấy ngày, đến lúc đó ngồi máy bay hoặc là dùng linh khí sẽ không đến trễ. Thomas cười cười, sau đó ưỡn ngực già nói ra: con mới nói chị em sinh tư là thật hả? Ha, cha nuôi, thì ra cha cũng là háo sắc đó hả? Vương Phúc Quý lập tức hiểu được, cười nói: tất nhiên là thật rồi, con sẽ đi nạp cho cha để cho những cô ấy hầu hạ cha. Cái gì mà hầu hạ, nhóc con quá coi thường cha nuôi con rồi đó. Thomas nghiêm túc nói: cha chỉ là nghe nói chuyện chị em sinh tư cảm thấy đáng tiếc, muốn nói chuyện với mấy cô ấy một chút để cho các cô ấy đường đường chính chính mà làm người, giữ phép tắc vào việc. Con đừng có hiểu lầm nữa nha. Vâng, cha nuôi, con hiểu mà. Vương Quý còn gật đầu, sau đó hỏi: cha nuôi, cha muốn các cô ấy mặc đồ gì, cổ trang hay là áo dài hay là những trang phục gì thú vị khác? Quần áo thủy thủ đi hay là trang phục nàng thỏ cũng được. Cha có để ý tới mấy thành phố hiện đại này, cảm thấy những trang phục mới xuất hiện thú vị đó nha. Khuôn mặt Thomas không hề quan tâm tới những điều khác mà nói ra: quần áo thủy thủ sao, nàng thỏ sao, còn mẹ nó, đây quả thật là một lão già háo sắc mà, không ngờ bên ngoài nhìn chứng chạc đàng hoàng mà trong lòng lại nghĩ như vậy. Cha nuôi. Vương Phú Quý sau khi kịp phản ứng lại, nhìn không được mà tỏ vẻ quan tâm: chị em sinh tư, à con mẹ nó, cha đã cao tuổi như thế này, thân thể có nhấc lên được hay không đó, có chịu được giày vò không cha nuôi? Bây giờ mấy cô gái trẻ này rất khó lường nữa nha, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, sức chiến đấu vô cùng khủng bố, lỡ như nếu cha bị thua thì mất mặt lắm đó nha. Vương Quý nhắc nhở: im miệng. Thomas nghe vậy đột nhiên đứng lên vỗ vỗ vào thắt lưng, kêu băng nói: con lo chuyện này hả, chỗ này của cha căn bản là không có vấn đề gì đó nha. Lão phu cá một đời tung hoành chín phương trời mười phương đất, rong ruổi 40
bốn phương tám hướng, thử qua vô số cô gái, sao lại có thể để lép vế được chứ? Tô Ma nghiêm túc nói, chỉ là chị em sinh tư mà thôi, sao có thể làm khó dễ cha được chứ? Không phải là cha mạnh miệng đâu, nhưng tuyệt đối cha sẽ khiến các cô ấy ngoan ngoãn, không dám khinh thường. Cha nuôi quá ngầu đi. Vương Phú Quý trong lòng sụt sịt một trận, theo bản năng biểu môi, căn bản là không tin, nhưng bên ngoài cũng không dám nói điểu Tô Ma để tránh bị đập thê thảm. Thế là nói, cha nuôi, thế thì để con đi gọi điện thoại sắp xếp trước nha. Ừ. Tô Ma gật gật đầu, sau đó có chút thiếu tự tin, nhỏ giọng nói, đợi chút đã, vì để phòng chuyện xấu xảy ra, đến nơi đó đừng để lộ danh tính của cha, chúng ta ngụy trang thành người bình thường là được, như thế cho dù có bị thua thì cũng không bị mất mặt. Nói xong, Tô Ma thoáng có chút xấu hổ, mặt già đó bừng, nhanh chân đi lên phía trước. Khuôn mặt Vương Phú Quý lờ mờ, cha nuôi, cha vừa rồi tự hào lắm đó nha, cha đi đâu rồi, có mất mặt hay không cơ chứ? Cùng lúc đó, bên cạnh dòng suối nhỏ, nơi bí mật, phòng Khải Thiếu Gia đang nuốt đan dược cứu mạng, vết thương tạm thời khôi phục một chút, sau đó không kịp chờ đợi mà dùng đá thông linh để liên lạc với Viêm Long Tinh Đế. Hòn đá thông linh này trước đó, ngay lúc Xích Hồng Ngọc đếm ra, bên ngoài thì tưởng Tô Thương đã cướp được. Có điều phòng Khải Thiếu Gia vẫn luôn để ý tới Tô Thương, lúc nhận ra được Tô Thương ra tay, anh ta mạo hiểm lấy thủ đoạn cực kỳ nhanh chóng, thay thế một viên đá thông linh khác. Thứ mà Tô Thương lấy đi và cất vào vòng tay lưu trữ chẳng qua chỉ là một viên đá giả mà thôi. Đá thông linh thực sự đã bị Phong Khê Thiếu Gia lấy được. Còn về Tô Thương, vì dồn toàn bộ tinh thần vào Phong Khê Thiếu Gia và Xích Hồng Nguyệt nên cũng không cẩn thận xem xét đá thông linh. Vì thế không phát hiện được thật giả mà đã vội vàng thui vào trong vòng tay lưu trữ. Phong Khê Thiếu Gia thông qua hàng loạt thủ đoạn khác nhau cuối cùng cũng mở ra được đá thông linh, thành công liên lạc với Viêm Long Tinh Đế. Bây giờ đá thông linh lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng ngọn sóng, đồng thời ngưng tụ ra một hình chiếu. Lúc này bên trong hình chiếu là một tấm hình không rõ ràng, nhìn không ra được bất kỳ hình ảnh của người nào hết. Phong Khê sao? Đúng lúc này một giọng nói âm trầm từ bên trong màn hình chiếu ra. Sau đó, nửa thân trên của Viêm Long Tinh Đế hiện ra trên màn hình. Anh ta mặc áo trường bào màu vàng, ngồi khoanh chân, toàn thân toát lên vẻ giận dữ, nhíu mày dò hỏi, tại sao lại là cậu? Không phải đá thông linh tôi đã đưa cho Hồng Nguyệt hay sao? Thứ này sao lại ở trong tay cậu? Bái kiến Viêm Long Tiên Đế. Phong Khải Thiếu Gia sau khi nhìn thấy Viêm Long Tiên Đế, vẻ mặt tràn đầy cung kính, vội vàng quỳ một chân xuống đất hành lễ bái kiến với Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế gật gật đầu, sau đó lạnh lùng vội vàng hỏi, trả lời câu hỏi của tôi, đá thông linh sao lại ở trong tay cậu? Hồng Nguyệt đâu? Cái này là cậu giành được từ trong tay Hồng Nguyệt hay sao? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Viêm Long Tinh Đế hiện lên vẻ sát ý ngập trời, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phong Khê Thiếu Gia. Hồi bẩm Viêm Long Tinh Đế, đá thông linh cũng phải không phải là do thuộc hạ ra tay cướp đoạt, mà chính là Hồng Nguyệt tiểu thư chủ động đưa cho tôi. Phong Khê Thiếu Gia tất nhiên là cảm nhận được cơn giận dữ của Viêm Long Tinh Đế, vội vàng giải thích, anh không phải là đã ra lệnh cho chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ giới luyện võ ở trái đất rồi khống chế toàn bộ người luyện võ của trái đất đó sao? Thuộc hạ sau khi đến trái đất liền bắt đầu ra tay dọn dẹp yên mấy ngọn núi nổi tiếng của trái đất, bắt sống vô số người luyện võ, chỉ cần là người luyện võ có chút danh tiếng đều bị thuộc hạ bắt giam tại núi Trường Bạch của gia tộc Thượng Quan. Phong Khê Thiếu Gia nói tiếp, có điều ở trái đất có một ngọn núi Cửu Phong, trong núi Cửu Phong có một bà lão tên là Ngô Thanh Ảnh, được vinh danh là đệ nhất giới luyện võ. Những ngọn núi nổi tiếng đã bị thuộc hạ tiêu diệt, cũng chỉ còn sót núi Cửu Phong còn tồn tại mà thôi. Rất nhiều người luyện võ tụ tập tại đây muốn để cho Ngô Thanh Ảnh che chở họ, rõ ràng là xem Ngô Thanh Ảnh như hy vọng cuối cùng của họ. Phong Khải Thiếu Gia tiếp tục nói, lần này đến trái đất anh đã cải tạo cho tôi cái chùy tử kim, thuộc hạ có niềm tin tuyệt đối nghiền ép Ngô Thanh Ảnh, nhưng Ngô Thanh Ảnh là hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, thuộc hạ mới không tùy tiện ra tay mà khởi xướng khiêu chiến với bà ta, làm chuyện này ầm ĩ lên để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Sau đó, tôi sẽ ở ngay trước mặt mọi người luyện võ ra tay xóa sổ bà ta, đánh nát hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, để bảo họ thần phục ngoại vật chúng ta. Phong Khải Thiếu Gia nói ra ý đồ trước khi mình khiêu chiến với Ngô Thanh Ảnh. Được lắm. Viêm Long Tinh Đế nghe vậy, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, tôi không nhìn nhầm người, cậu biết động não, muốn đánh vào người luyện võ ở trái đất. Quan trọng nhất chính là đánh vào niềm tin của họ. Cậu làm rất tốt, không uổng công tôi cải tạo vũ khí cho cậu. Có điều chuyện này thì liên quan gì đến Hồng Nguyệt? Cậu nói đi. Viêm Long Tinh Đế hỏi ra. Vâng. Phong Khê Thiếu Gia gật gật đầu,
vội vào nói tiếp: "Hôm nay chính là thời gian quyết chiến với Ngô Thần Ảnh, để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, tôi mời Sắc Phong, Khuê Long và Tiểu Thư Hồng Nguyệt đến để họ ẩn nấp bên trong." Thực lực của Ngô Thần Ảnh thật sự là không tầm thường, giới luyện võ biến đổi chỉ mới nửa năm mà thôi, vậy mà bà ta đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh, lại là võ thánh đỉnh phong, hoàn toàn có thể so sánh được với Nguyên Anh đỉnh phong. Phong Khê Thiếu Gia nói tiếp: "Mới đầu tôi không dùng tới chùy tử kim, bị bà ta đánh dồn dập, sau khi dùng chùy tử kim mới có thể đánh bà ta một trận. Cũng may Ngô Thần Ảnh khí huyết khô cạn, cuối cùng không đấu lại tôi, bị tôi đánh bại. Ngay thời điểm tôi định giết bà ta thì lại xảy ra biến cố." Phong Khê Thiếu Gia biết thủ đoạn của Viêm Lâm Tinh Đế, cũng hiểu rõ anh ta đang chăm chú quan sát mình. Vì thế cho dù là cách xa khoảng không vô tận thì anh ta cũng không dám nói láo trước mặt Viêm Lâm Tinh Đế. Tất cả những gì anh ta nói ra đều là sự thật. Tất nhiên, Phong Khê Thiếu Gia sẽ không nói ra bản thân có ý đồ phản bội, muốn một mình mạnh mẽ ở nơi đất. Chỉ cần anh ta không kể đề cập đến chuyện này, thì cho dù có khai báo chi tiết chuyện này ra, thì đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì xấu. Biến cố gì ở nơi đất, xuất hiện cường giả chuẩn tiên đế hay sao? Viêm Lâm Tiên Đế hỏi ra. Không. Phong Khê Thiếu Gia lắc đầu, rồi nói ra: "Khi tôi chuẩn bị nghiền xương của Ngô Thần Ảnh thành tro bụi, thì Hồng Nguyệt Tiểu Thư lại đột nhiên xuất hiện, muốn đòi cơ thể Ngô Thần Ảnh từ trong tay tôi, để lợi dụng Ngô Thần Ảnh làm cho bản thân mình mạnh lên. Tôi biết quan hệ giữa cô ấy và anh, tất nhiên không có ý kiến gì nên để đồng ý." Nhưng Khuê Long lại đuổi theo, ngăn cản Hồng Nguyệt Tiểu Thư đưa Ngô Thần Ảnh đi. "Vì sao chứ?" Viêm Lâm Tiên Đế lộ ra vẻ mặt không vui. Khuê Long chính miệng nói anh ta không hy vọng Hồng Nguyệt Tiểu Thư quá mạnh. Nếu như Hồng Nguyệt Tiểu Thư hấp thu sức mạnh của Võ Thánh Đỉnh Phong, thực lực có lẽ sẽ vượt qua Khuê Long. Phong Khê Thiếu Gia thẳng thắn tiếp tục nói: "Mà Khuê Long lại có ý đồ không tốt, anh ta vốn là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả chúng tôi, nên không muốn để Hồng Nguyệt Tiểu Thư có thể nắm giữ được sức mạnh tương đương với anh ta, vì chỉ có như thế thì anh ta mới có thể áp chế được 9 người chúng tôi." Viêm Lâm Tiên Đế nghe vậy, nhất thời giận không kìm được, trầm giọng nói: "Cái tên Khuê Long này, tôi đã sớm nhận ra lòng dạ nhỏ mọn của cậu ta, không ngờ cậu ta lại bại lộ nhanh như vậy. Lúc trước tôi quét ngang Long tộc, chỉ điểm cậu ta làm nô lệ cũng chỉ là bởi vì cậu ta và tôi có bản thể giống nhau, chẳng qua chỉ coi cậu ta là một bộ phận khác để thay thế của tôi mà thôi. Lần này để cậu ta đến trái đất rèn luyện là muốn cho cậu ta mở mang tầm mắt, tìm cơ hội tăng cường một ít thực lực, sao để tôi khi tôi áp đảo mọi thứ thì cậu ta không lên mức quá yếu. Nhưng cậu ta lại ngang ngược như thế, thế mà dám có chủ ý xưng bá ở trái đất. Hờ, thật sự là người không biết sợ hãi. Trái đất sao lại là nơi mà cậu ta dám làm càn được chứ?" Nói xong lời cuối cùng, Viêm Lâm Tiên Đế cười lắc đầu, sau đó nhíu mày. Phong Khê, hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, cậu lựa chọn ai? Thưa Viêm Lâm Tiên Đế, quan hệ của Hồng Nguyệt Tiểu Thư và anh rất đặc biệt, là người con gái mà anh cưng chiều nhất, tôi tất nhiên là ở cùng phe cô ấy rồi. Phong Khê Thiếu Gia nói ra: "Trước đó đại chiến với Ngô Thần Ảnh, tôi đã tiêu hao hết linh khí, nhưng hoàn toàn không sử dụng sức mạnh thực sự của Chùy Tử Kim. Vì trợ giúp Hồng Nguyệt Tiểu Thư đối phó với Khuê Long, tôi không chút do dự mà trực tiếp lựa chọn giả nổ rớt một nửa cơ thể của Khuê Long." Nói đến đây, Phong Khê Thiếu Gia sờ xanh mặt lại, quỳ xuống đất tạ tội. Thu hạ trước đó không biết Khuê Long là do anh cố ý bồi dưỡng để xem như cơ thể thứ hai của mình, nên đã hủy đi một nửa thân rồng của anh ta, phá hủy kế hoạch của anh rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng là bất đắc dĩ, thực lực của Khuê Long quá mạnh, anh ta không chỉ có ý đồ muốn giết thuộc hạ, thậm chí còn muốn cưỡng ép chiếm đoạt Hồng Nguyệt Tiểu Thư để Hồng Nguyệt Tiểu Thư làm lô đỉnh. Tôi vì bảo vệ Hồng Nguyệt Tiểu Thư dưới tình thế cấp bách nên mới phải. Lô đỉnh là người phụ nữ bị người nam làm chuyện nam nữ để thải âm bổ dương, giúp cho người nam hấp thụ âm nguyên, nâng cao thực lực. Phong Khê Thiếu Gia cố ý nhắc đến chuyện này, muốn khơi gợi lửa giận của Viêm Lâm Tiên Đế. Ngay sau đó anh ta tự trách nói ra: "Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, là thuộc hạ làm sai rồi, xin anh cứ trách phạt." "Cái gì? Muốn cưỡng ép chiếm đoạt Hồng Nguyệt sao?" Viêm Lâm Tiên Đế nghe nói như thế, đột nhiên lên cơn giận dữ, trong mắt sát ý ngập trời. "Phong Khê, cậu ta thực sự có loại ý nghĩ này sao?" Phong Khê Thiếu Gia duỗi ra ba ngón tay, trực tiếp thề: "Thuộc hạ lấy linh hồn mà thề, nếu có một câu nói dối, nguyện biết sẽ bị xét đánh chết." "Người tu chân lấy linh hồn mà thề, tất nhiên là thật rồi." Đáng chết quá mà. Hồng Nguyệt là cô gái quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, Khuê Long dám có ý nghĩ này với nó, thật đáng chết. Nếu không đem rút dân gân lột da thì không thể trút bỏ được mối hận trong lòng tôi."
Viêm Lam Tiên Đế đỏ ngầu hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Khuê Long mất đi một nửa thân rồng, tất nhiên sẽ không chết. Cậu nhốt cậu ta lại, đợi đến khi tôi đến trái đất, nhất định khiến cậu ta trải nghiệm cái gì sống không bằng chết. Cái này, Phong Khê thiếu gia lộ ra vẻ mặt khó xử, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thuận tiện mở miệng. Thế nào hả? Viêm Lam Tiên Đế nhíu mày. Thưa Viêm Lam Tiên Đế, Khuê Long anh ta trốn rồi. Phong Khê thiếu gia vội nói tiếp: Thực lực Khuê Long quá mạnh, hơn nữa thuộc hạ lại bị hao hết linh khí, truy tứ kim mạnh nhất là giả nổ cũng đã dùng hết, không bắt anh ta lại được. Lúc đó Hồng Nguyệt tiểu thư vì trước đó bị Khuê Long dùng những từ ngữ khiêu khích nói ra nên thèm quá hóa giận mà muốn đuổi theo Khuê Long, có điều lại bị thuộc hạ ngăn cản. Phong Khê thiếu gia lại lần nữa tà tội mà nói: Là do thuộc hạ vô dụng đã thả Khuê Long đi. Việc này không trách cậu được, ngược lại cậu đã làm rất tốt. Thực lực của Khuê Long không tầm thường, một cô gái như Hồng Nguyệt thì giặc cùng đường không đuổi theo cũng là điều rất cần thiết, cậu cản lại rất kịp thời. Viêm Lam Tiên Đế đối với cách làm của Phong Khê thiếu gia cực kỳ hài lòng, mở miệng cam kết nói ra: Đợi đến khi tôi đến trái đất, tôi sẽ ban thưởng cho cậu để cậu trở thành cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Đồng thời không chỉ có như thế, khoảng thời gian trước Hồng Nguyệt gây phiền phức, lần đó tôi đã ra tay giết chết một tên tiên đế, rút lấy đế khí của anh ta. Viêm Lam Tiên Đế nói tiếp: Lần này đến trái đất, tôi sẽ đem đế khí đó tặng cho cậu, giúp cậu có được thành tựu chuẩn tiên đế. Còn về Khuê Long, cậu ta không thể chạy thoát được đâu. Tôi sẽ đích thân tìm cậu ta để cậu ta trải nghiệm những đau khổ lớn nhất trong cuộc đời, cuối cùng phải chết đi trong tuyệt vọng. Vâng, cảm ơn Viêm Lam Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia nghe vậy trong lòng cực kỳ kích động. Đế khí chuẩn tiên đế, lần này mình mặc dù đã mất đi chùy tử kim, lại được đứa lại có được đá thông linh, nắm giữ quyền nói chuyện với Viêm Long, đúng là trong họa có phúc mà. Cậu nói tiếp đi, sau khi Khuê Long trốn đi, núi của Phong lại xảy ra chuyện gì? Hai người gặp cậu cho dù là bị trọng thương cũng không có ai có thể uy hiếp hai người được, phải không? Viêm Long Tiên Đế nhíu mày nói: Là Sắc Phong đã âm thầm ra tay sao? Không phải. Phong Khê thiếu gia tiếp tục nói: Thưa Viêm Long Tiên Đế, Sắc Phong là người rất trung thành với anh ấy bị một người đàn ông ở trái đất cầm trong tay quạt lông ngăn cản, hai người đánh nhau không phân thắng bại. Cầm quạt lông trong tay sao? Viêm Lam Tiên Đế hỏi ra: Các quạt lông kia có phải gọi là quạt thanh phong hay không? Người ra tay là một lão già sao? Đúng là quạt thanh phong, thuộc hạ nhìn ra được cái quạt lông đó có được uy lực của đế khí nhưng lại không phải là đế khí.